Hello anh em nhá. Đây hôm nay em quân họ mi lên sóng cho anh em một em họ mi hot vẩy đuôi như khiếu nhá các bác nhá. Em này hot căng hot sung là nó vừa hot nó vừa vẩy đuôi, đập đuôi như khiếu luôn anh em ạ. Rất hay nhá. Đấy, con chim này thì thuần rồi, anh em có thể xách tay đặt bàn. Đấy, hoặc là anh em có thể bón sâu dế là ok nhá các bác nhá. Chim lông lá bóng bộ mượt mà. Đấy, có điều là cái đầu đuôi nó hơi hỏng một chút do em vận chuyển về anh em ở trên bản lại cho vào cái hộp nó quá nhỏ anh em ạ. Là con chim trên đường vận chuyển là nó bị hỏng cái đầu đuôi, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến con chim nhá các bác nhá. Đấy, chân tay móng mỏ đầy đủ. Đấy, không tật lỗi gì hết. Đấy, chỉ có đúng một chút đầu đuôi vậy thôi. Đấy, còn con chim thì hót vẩy đuôi, đập đuôi như khiếu, rất là hay, rất là đẹp. Đấy, chim thì chân khô mỏ mỏng anh em nhá. Lông lá bóng bộ mượt mà. Đấy, em này thì móng mèo luôn. Về anh em mình chăm chơi thì không bao giờ sợ móng dài mà phải cắt móng cả. Đầu mặt họa nét đẹp. Con chim thì thuần lồng rồi anh em nhá. Thuần lồng thuần người. Anh em thể bón sâu dế là ok này các bác này. Em này thì lên hình cho anh em giá cả cũng hợp lý nhẹ nhàng thôi. Về để anh em mình về chăm chơi nghe hot nha các bác nhá. Em này hot thì các bác không phải nghĩ rồi. Anh em cứ xem clip nha, em này nó cực kỳ đều mỏ luôn. Thứ nhất là da giọng, da mỏ rất là đều. Gai là hot vẩy đuôi, đập đuôi như khiếu luôn. Đấy, anh em thấy không? Qua nó mới về anh em thôi nhá, chứ còn là về anh em mình chăm lại một thời gian cho con chim nó quen nhà, quen chủ đi, và nó chơi sung chơi căng nhá. Nó vừa hót, nó vừa múa, nó vừa vẩy đuôi, rất là hay, rất là đẹp đấy anh em ạ. Em này thì mã số là 2745 các bác nhá. Đấy, em lên chim cho anh em thì kể cả chim thuần hay chim mộc em cũng đều ghi giá ở trên video cho anh em mình xem và lựa chọn. Nên là nhiều anh em không để ý, anh em cứ hỏi giá, hoặc là nhiều anh em lại cứ bảo em là không để giá à các kiểu, nhưng mà em có để giá cho anh em. Đấy, anh em ấn vào cái phần tiêu đề của video ấy thì em sẽ ghi thứ nhất là mã số con chim này, thứ hai là em sẽ miêu tả về con chim nó như thế nào. Đấy, ví dụ như con này thì là một con chim cao cầu hót vẩy đuôi như khiếu. Đấy, em sẽ ghi vào phần tiêu đề video là như vậy để cho anh em mình xem. Đấy, thứ ba là đến phần em sẽ ghi là giá. Em ghi giá ở đấy để cho anh em mình xem và lựa chọn cho dễ. Và khi một con chim mà em đã bán rồi ấy, thì em sẽ sửa cái phần giá đấy thành cái chữ là đã bán, để cho anh em mình không mất công hỏi những người xem sau ấy. Ví dụ một con chim em chỉ quay lên một clip và em chỉ bán cho được một người thôi. Đấy là cái uy tín, không thể một con chim mà quay lên mà bán cho hai người ba người được. Nên là một con chim quay lên chỉ bán cho một người, gửi đúng cái con chim đấy cho khách. Và thế nên khi anh em đã mua rồi, đã có người, đã có khách chốt rồi, thì em sẽ ghi cái phần giá đấy thành cái chữ là đã bán. Bởi vì là mỗi con chim nó có một cái giá riêng, thế nên là không con nào đồng giá với con nào. Thế nên là em với sửa cái phần giá đấy thành chữ là đã bán, để cho anh em mình, những anh em xem sau ấy, thì sẽ không mất công để hỏi lại em nữa. Và anh em cứ ghi ấn vào phần tiêu đề thì sẽ có giá cả công khai cụ thể từng con, tự lên video từng con. Đấy. Còn khi em về nhiều chim mà em quay video ra lồng cho anh em ấy thì em không thể báo giá luôn được, bởi vì là em ra lồng rất là nhiều chim, mỗi lần em về 5 con chim, 7 con chim cơ, cho nên là không phải đồng giá, cho nên là em không biết báo giá như thế nào cho anh em. Báo giá, ví dụ báo giá rẻ quá thì có con nó đắt hơn, thì đến lúc anh em hỏi đến thì anh em lại bảo là ví dụ mày báo có bằng này. Đấy, ví dụ em báo có bằng này thì sao bây giờ con này bằng này. Đấy, thì nó hơi khó. Hoặc là em báo cái giá trung bình thì có những con nó lại thấp hơn. Thế nên là em quay đến con nào thì em đăng giá công khai luôn ở cái video của con đấy, anh em mình xem đến con đấy, anh em mình sẽ chọn và xem giá nó dễ hơn. Đấy. Thì cả chim thuần và chim mộc thì em đều ghi giá công khai cho anh em mình hết. Tuy nhiên là anh em cứ xem mà anh em mình lựa chọn thôi. Con nào em đăng lên cũng có giá cho anh em, không có giá thì làm sao anh em biết mà mua được. Đấy, với lại anh em yên tâm là anh em mà chốt mà mua con nào thì em sẽ chắc chắn là sẽ gửi đúng cái con chim đấy cho anh em 100%.
bởi vì em là người buôn bán và em lên bản tuyển chim của dân bản nuôi về để chia sẻ lại cho anh em. Đấy, mỗi người sẽ thích một cái mẫu chim và thích một cái kiểu chim riêng. Đấy, và cái tầm tài chính riêng. Thế nên là nếu anh em đã chốt con này, đã mua con này thì chắc chắn là em sẽ gửi cái con chim đấy cho anh em và em sẽ mua con khác về để chia sẻ lại cho anh em khác. Đấy, bởi vì mỗi người sẽ thích một kiểu chim và một cái mẫu chim khác nhau. Nó cái tầm tài chính, cái tầm tiền để chơi của mỗi người nó khác nhau. Đấy, thế nên là anh em yên tâm, bởi vì là anh em mua con nào thì em sẽ gửi cho anh em con đấy. Đảm bảo uy tín 100% cho anh em luôn. Bởi vì anh em xem video trên kênh của em thì anh em sẽ biết là cái số lượng chim em về để chia sẻ lại cho anh em nhiều như thế nào. Đấy, ngày nào em cũng lên vài con để chia sẻ cho anh em. Và những cái lần về chim ấy, anh em ở trên bảng gửi về cho em ấy, thì em đều quay video. Đấy, quá trình em về chim như thế nào. Đấy, báo cho anh em xem luôn khi con chim nó ở trong hộp mới về. Đấy, điện đóm nó ổn định như thế nào. Để cho anh em mình biết những cái chú chim ăn tiện nó tố chất và chất lượng như thế nào. Đấy, thì mời anh em mình xem chim và thẩm bóng bộ chim. Thì nếu anh em kết em này có thể alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689. À, em này chơi sung là chơi cả cánh nha anh em nhá. Em này thì mang mã số là 2745. Nếu các bác kết thì alo cho em các bác nhá.